em mang ơn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Tới chừng nào mới biết trả ơn hết đi. Dạ. Yeah. Ơi. Nói con. Dạ, ơi, nói con vui lắm. Mày mấy tuổi rồi? 28 tháng. Ừ, con cảm nói... ơn cậu. Con ngăn chút đi. Thờ trang trọng ở đây nè. Đó. Nhìn đèn bắt lên, đèn hậu quang đẹp ghê. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp để quay về hoàn cảnh của chị Nguyệt, nơi mà gia đình có một người mẹ nuôi ba người con, sinh sống trong một cái căn chòi mục nát đó cô bác quý anh chị. Thì sau thời gian mà Bùi Hồ vận động các mạnh thường quân cũng như sự ủng hộ của mạnh thường quân để mua được chiếc ghe cho chị, cắt được cái nhà bè cho chị, và hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây để quay lại cái hoàn cảnh của gia đình chị Nguyệt để cập nhật thông tin cho cô bác quý anh chị biết luôn về cái hoàn cảnh của chị hiện nay. Dạ chị, hôm nay thì đến đây nhà thấy chị vui vẻ nè. Cô bác quý anh chị có thể thấy được, nhìn ở bề ngoài á thì cái căn nhà của chị được thiết kế rất là đẹp luôn đó. Mọi người nhìn tổng quan nha. Ở dưới này nè, ở dưới này là cái phần này là cây cây gòn hả chị? Đây là cái gòn cặp vô để cho cái chiếc ghe của chị nó không bị chồng chền đó, và để nó tránh va đập vô trong thì anh được có làm một cái vỏ xe đó, nó không bị va đập vô trong cái chiếc ghe. Và có một cái câu hỏi cô bác quý anh chị thắc mắc là mua ghe này là ghe cũ, trám xi măng thì xài được bao lâu? Thưa cô bác quý anh chị, đây là một cái chiếc ghe mà trám xi măng sử dụng rất là lâu đời, có thể lên đến 20-30 năm. Để thông tin để cho cô bác quý anh chị biết luôn. Và phần mái tôn ở trên đó thì mình nhờ anh được thiết kế và cắt giùm. Đó, anh được thì là người dân địa phương Hồng Ngự luôn. Nhìn ở bên ngoài thì thấy hai cái cửa sổ nhìn đẹp ghê á chị. Em đứng đây để giới thiệu cho mọi người thấy tổng thể về chiếc ghe của mình đó. Dạ thôi, đây là cây cầu nè, miếng ván. Mình đi cho nó chắc an toàn ha. Đi an toàn, đi bình thường. Ủa bé này tên gì em quên rồi nè. Như. Như Nhi Thanh. Như kìa, nghe nó học Như. Còn tên gì? Nó sao nói chị cậu. Sao nói? Nó con tên Như. Cái tay ra. Nên về. Sao nói? Ôi hôm nay nè, và ván này đẹp ghê á chị á. Dạ em làm ông giàu rồi. Vô con. Dạ. Ở ngoài trước nè cô bác anh chị thấy có một cái lan can để an toàn, có một cái cánh cửa nữa nè. Ờ, lan can này chắc ghê á chị. Dạ. Tối ngủ là mình Dạ em đóng cửa. Em đóng cái cửa đó rồi cửa này luôn. Dạ. Tối ngủ là đóng cửa này lại ha. Dạ. Để em coi coi. À, đã rồi đó. Dạ. An toàn rồi, đâu có ai vô được đâu, phá lại chỗ dạ. Chốt đây nè. Ô bữa nay lên không nghe chồng chền luôn á. Dạ đúng rồi. Cô bác quý anh chị thấy cái phần quán ở dưới này không? Em mừng hơn đẹp ghê, có một cô Tư là mạnh thường quân ở Mỹ đó, rồi tài trợ cái chảy simili nguyên cái này luôn. Dạ. Nhưng mà anh được nó để như thế này à, có em bé nước nó chảy xuống thì nó biết sao không? Em lao hoài từ từ nó bóng à. Nó bóng. Dạ em lao từ từ là từ từ bóng à. Em lao hoài luôn á. Cách ngày hai ngày em lao, cách ngày hai ngày em lao. Rồi, hai cái bên này dừng BK lên nè. À. Dạ. Nhìn nó đã. Này chưa, tại em không chịu lột. Này chưa lột ra. Dạ, em không chịu lột. Lột ra thì nó giống bên kia. Dạ, đúng rồi. Ở trên này có một cái kệ bệ luôn nè. Dạ. Có thể để cái gì được để nè. Không. Có hai cái gòn vô á chị. Dạ. Nó không có chồng chền, dạ. Giống như ở trên bờ luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì bữa hổm em có cũng nhờ anh nó làm lại, tại vì nó đập vô quá sống á, nó đập dạ. Vô bây giờ làm im mà. Chị con. Đúng đâu à? Tối ngủ có lắc lư không? Dạ không. Lắc lắc. À đây là điện mặt trời nè cô bác với anh chị. Chị bật đèn này lên cho em xem được không? Dạ được. Đó, hiện đại ghê chưa? Ở đây thì có mát không chị? Dạ mát. Ờ em lên đây cảm mát thấy không? Dạ. Nó mát anh kìa. Lên trên này này còn mát nữa. Ở dưới gió em dở lên. Một điều quan trọng đó là cái này phải không? Em ghim điện luôn cho. Em ghim điện như Quan Âm đó. Em đây nói là. Với chị là đi thỉnh cái tật tượng Phật Quan Âm này về rồi thờ lên, chị làm đẹp ghê á. Đó. Ở cái này hết nhiêu tiền đây? Dạ 900 mấy. Cũng như em mua tặng hết luôn á chứ không phải là bà Phật không nha. Nơi mình thờ luôn ha. Dạ. Ở Phật Quan Âm phù hộ cho nhà mình an toàn.
đẹp ghê, đẹp lắm luôn hả chị? Dạ. Ân ý đặt trang trọng nhất ở giữa nhà luôn. Dạ em nghe lời anh, bữa hổm em đi ra em đi vô 3-4 lần là tại vì nó không có vừa á, cái kia nó bự quá đi. Ngang em mua cái em đo đàng hoàng mới đi ra. Nhìn thấy vui ghê á. Dạ. Chị biết sao không? Cô bác với chị biết sao tại vì sao mình lại thờ hình đừng, mà không thờ tượng? Lý do ở dưới này mà lúc trước mình sợ thờ tượng thì nó ghe nó chồng chền, nó lắc lư. Nên mình thờ hình thì nó an toàn và nó đẹp, nó có đèn quang, nó chiếu quang ở ngoài sao nữa nè. Dạ. Nó chiếu quang. Chiều chẳng dạng ngăn em bắt lên, ngăn em bắt lên em đốt nhang xong ngăn lễ tứ sát luôn. Em mới tắt. Vậy hả? Dạ. Ngày nào cũng vậy chứ. Dạ. Đẹp quá. Nói chung là cái nhìn nhà chị là em ưng ý lắm luôn á. Em vui không biết đường nào em nói. Đó, cái này cái cửa sổ này thấy không? Dạ. Đó, có cửa sổ thoáng mát rồi điện nè. Điện này sao ok không chị? Dạ, nó khi không có nắng á. Tối chút ăn hơi 9-10 giờ tối nó nóng quá. Hú em tắt cũng như em thầy kèm theo điện sóng gì đỉnh thôi à. À mình tiết kiệm ha. Dạ. Mình xài điện này cũng phải tiết kiệm thì nó mới đủ cho nguyên ngày đó. Dạ. Dán này sao chị ở kỹ sạch sẽ không có bóng á. Dạ em lo từ từ em mua dầu đồ này nè anh nè. Em mua dầu mua nhớt rồi đầy đủ chân nè, mua dầu để già sẵn nè, từ từ nghe em lao từ từ. Để tham quan trước đi rồi mình hỏi về cái gia đình của chị. Ở trên này là ai ngủ chị? Thanh ngủ dạ sao? Thanh với Nhi. Thanh với Nhi hai chị em ngủ trên này. Dạ. Chị có một cái cầu thang nè thấy không? Dạ. Em sơn luôn nè. Ồ chị sơn luôn hả? Dạ em làm luôn đó. Em sơn không đó, mấy cái cửa sổ này nè, em sơn không nè. Ồ. Em sơn không đó. Giỏi quá. Cái này là anh được đóng cho chị luôn. Dạ, đóng sẵn cũng như cái cầu mà sơn thì em sơn. Hôm nay gặp nhà mình em mừng. Ba cái này cũng em mua về em làm. Xin Milly là tự làm luôn ha. Dạ, em mua về em làm ên mình em không lục làm hoài á. Tự mình sửa sang. Dạ, dạ hoài. Đúng rồi. Ê. Anh coi ra sao ấy nghe nhà tắm kìa, em sửa sàn luôn từ từ thấy đẹp lắm chứ mình. Em tham quan luôn, bỏ cái ba lô xuống. Anh đi đường trên, đường dưới cũng được. Ở trong đây là cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ của chị với lại bé Như. Dạ. Ở đây chị đang bắt tivi nè, thấy không? Điện này là điện mặt trời bạn mình dạ, đi luôn. Dạ, năng lượng mặt trời không à. Ở trong đây thì nó không có nóng lắm. Dạ, nó không có nóng. Sáng không? Cô bán với anh chị cất đồ có nghe ngắn ghê á. Nói chung là gặp nhà chị nay em mừng ghê. Tivi thì mình thường bắt gì hả chị ha? Dạ, dạ. Cậu con. Nói con, nói cảm ơn cậu. Con vui không? Vui. Có giọng nó lớn, giọng nó ngủ. Bây giờ mình đi đường này đi. Dạ. Anh đi không còn cái chân đụng lớn nha anh. Nó hơi thấp. Nó hơi thấp. Dạ. Bếp ga. Dạ. Bếp ga xài im không chị? Dạ em. Bếp ga mới. Dạ. Còn cái bếp ga nhỏ mình cất rồi hả? Nè em đỡ đây nè. Bếp ga cũ của chị nè. Dạ. Mình năm trước mình mua cái này nè. Mạnh Thường Quân hỗ trợ đó. Rồi. Cô bác anh chị thấy vui không? Mùi hồ cảm ơn cô bác anh chị luôn á. Đây là nhà vệ sinh nè. Đó. Cửa này đóng lại được không? Dạ được. Đóng sát chưa? À. Sao em làm nè. Cái này đó, thấy không? Em làm từ từ đó. Em làm cây làm chổi lên thêm chứ mà làm khoảng gì đâu. Cái máy này dạ, đúng để rồi. Rửa dạ. Chén rồi đó hả? Dạ. Rồi thấy có mưa đâu nó cũng đỡ một chút. Nước sông này mình sử dụng múc lên sử dụng rửa luôn. Dạ bình thường cái tối á ngăn em múc em chứa vô đây nè em lóng phèn anh. Cái thùng này mình chứa. Dạ em lóng phèn nè, cái phèn nè. Em lóng phèn nó trong gắt à, trong dữ lắm. Dạ. Như con. Chị ở kỹ ơi, chảo mà chùi lắng cón luôn nè. Sống chén mà sạch sẽ tại hôm trước mình cái chỗ kia mình dạ nó quá chẹt quá. Thấp. Dạ nó chẹt. Chị quá chẹt đi em để đồ lùm. Chứ em ở chỗ thoải mái. Em ở sạch sẽ lắm anh ơi, chứ không phải giống người ta đâu. Dạ. Còn đây nè, đây là cái chỗ của bé Nhi, bé Thanh nó có thể ngồi đây chơi được nữa nè. Quên nó nãy giờ nó đi ra mẹ điện qua cho chị hai. Mình sử dụng điện mặt trời luôn. Dạ, cái đó là như qua điện sóng anh ơi. Tối Nhi nó bắt Nhi với Thanh. Đây có một cái bóng đèn nữa. Quạt mình đủ không chị? Dạ, đủ. Ở đây điện nữa nè, thấy không? Con té té đó, té đó. Ghê á. Đi xuống cầu đi, thấy ân ý nhất là tượng ngăn trước đi. Thờ trang trọng ở đây nè. Đó. Nhìn đèn bắt lên, đèn hồ quang đẹp ghê. Cậu hoài luôn. Con chữ được đổi lấy. Leo lên leo xuống được luôn á anh. Leo xuống này nè, leo xuống bình thường. Rồi bây giờ chị em tham quan xong rồi. Dạ. Bây giờ chị cho em biết cuộc sống của mình bây giờ như thế nào. Dạ, cuộc sống của em giờ cũng như ổn. Trước mắt em nhờ em mang ơn anh với
cô bác trong ngoài nước giúp đỡ cho em rất là vui lắm. Với chồng em có gửi lời về, chuyển lời là mang ơn anh nhiều với cô bác ở trong ngoài nước giúp đỡ những ngày em khó khăn ở ngoài. Rất là vui. Giờ em tụi nhỏ nó, giờ hai đứa nó đi bán số. Hồi sáng này hai đứa chia ra đi bán là Thanh 40 tờ, Nhi 60 tờ, là hai chị em đi bán. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ xong? Dạ, nó bán cũng như chưa chưa chút cỡ vào 1-2 giờ là xong. Làm xong đi về, có khi nó chạy số thêm nữa anh. Có nghĩa là mình bán nhiều quá, hôm đó bán lời nhiều ha, bán dạ, cũng nhanh như hết. Nó cũng như người ta còn ế á, nghe nó chạy tiếp á, ngang, cũng như chục vé là được 15 ngàn. Còn mình lấy tại thầu á, chục vé là có 11-12. Dạ. Rồi hai chị em có than gì không? Dạ, có con nhỏ chị nó than mỏi giò, thấy vậy em đi mua chiếc xe đạp cho nhỏ chị chạy đó, chạy đi bán. Dạ. Dạ, mua chiếc xe đạp cho Nhi á. Thấy con thang tội nghiệp. Chiếc xe đạp hết nhiêu tiền? Thấy xe đạp có 400 mấy à. Rồi Thanh? Thanh thì nó đi bộ. Dạ. Thanh nói chung cái nó bán nó không có giống như Nhi. Thanh bán nó hồi hổng tiền lắm, bữa hổng là mất tiền. Mất mấy chục ngàn à chứ không có nhiều. Rồi bây giờ hai chị em thì lời được ngày hơn 100 ngàn. Dạ, nếu mà lấy tại thầu thì lời được 100 vé thì lời được 120. Dạ. Rồi hôm trước là mình lấy vốn của mình lấy tiền mặt thì là lấy... Dạ, lấy tiền mặt à, em không lấy thiếu, em lấy tiền mặt à, vốn nhà. Rồi 120 ngàn đó mình đủ cho nguyên gia đình dạ, không? Dạ, đủ. Ngày chị chi tiêu cho ba, bốn mẹ con luôn là phải dạ. Nhiêu tiền? Cũng... Cái mà em tiết kiệm này kia thì cũng có thể là dư. Mà bé này cũng như nó mạnh giỏi á, thì không có gì. Sợ con bé này nó cũng như vô bệnh hoạn này kia thì em thiếu hút thôi. Dạ. Còn sợ nó mạnh giỏi gì hoài là em sẽ dư. Mong là Quan Âm sẽ phù hộ cho dạ. Chị. Em cũng bữa nào em cũng thắp nhang cũng giấy chứ. Rồi hiện nay thì hôm trước mình em cũng gửi lại cho mình một số vốn để mình dạ. Làm ăn đó. Dạ. Thì em thấy chị cũng trang trí đồ nhiều là sơn sửa rồi còn vốn nhiều không? Dạ còn cũng được 4-5 triệu à. Còn tại em mua cái này kia nọ gì thiếu thốn là em mua hết trơn. Dạ. Chứ em không có phải giống người ta mà lại tiền hết đâu. Rồi thời gian sắp tới thì mình chắc mình đủ chi đi. Dạ đủ. Hả? Em mang ơn rất là nhiều. Nhiều đó là đủ với em cũng được rồi. Em vui dữ lắm, không biết nói gì hơn. Nói chung là em quá vui rồi thầy. Có một cái bè như thế, em bản thân của em như thế này thấy hạnh phúc á, gia đình dạ. Mình ăn cơm được đoàn tụ nè. Em vui, em nói với chồng em biết chừng nào được quên cái ơn của anh với cô bác trong ngoài nước. Những hỗ trợ cho em gì em quá trời mừng. Nói chung là hôm nay mà Mạnh Thường Quân mà những người mà đã chung tay giúp đỡ cho dạ. Chị đó thì Mạnh Thường Quân gặp được cái clip này chắc có lẽ là trong lòng rất là vui. Dạ. Tại vì giúp cho chị có được một cái bé Thanh rồi có một cái nơi dạ. Ở ổn định nè. Rồi dạ. hôm nay thì có em cố tình dạ. Chạy lên đây mặc dù là đường nó rất là xấu. Dạ. Mà bởi em muốn mong đây. Anh cũng như Nhi rộng nhị mong anh lên đây coi cũng như có dạ, anh hài lòng không? Nắm được dạ. Luôn. Đấy, tại vì hôm nay thì nó gọn gàng và nó rất là đẹp luôn và so với mọi người thì thôi thì như thế này là cũng hạnh phúc lắm rồi. Dạ em mang ơn nhiều lắm, em không biết nói gì giờ, em mang ơn rất là nhiều. Dạ. Tới chừng nào mới biết trả ơn hết đi. Dạ. Nói chung là cô bác quý anh chị thì một lần nữa Bùi Hồ cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng Bùi Hồ để chung tay góp sức để mua để trang cho chị Nguyệt có một cái nơi ở ổn định ở dưới cái cặp vào bờ sông này. À, rồi chị hiện nay thì cuộc sống nó đã khá giả và bước sang một cái trang mới rồi. Các bé cũng có công ăn việc làm ổn định ở gần đây. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ngoài nước. Thay mặt chị Nguyệt chúc cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân một sức khỏe dồi dào và an lạc. Hôm nay thì đến đây không có Thanh với lại Nhi ở nhà dạ, đi bán rồi. Thôi thì cố gắng mình tích lũy từ từ dạ, dạ, nha. Dạ. Tích lũy từ từ sau này em muốn khoảng 1-2 tháng sau quay trở lại thấy dạ. Nào mình có đầy đủ tiện nghi hết. Dạ. Các bé nó vui. Dạ. Ôi, rồi, vui rồi, không? Con nói rồi, con cảm ơn cậu sao? Con Phanh Tay là cảm ơn cậu sao đâu. Phanh Tay là nói con cảm ơn cậu nhiều. Nói đàng hoàng. Ơi. Nói con dạ, ơi, nói con vui rồi. Lắm. Mấy tuổi rồi? 28 tháng. Con cảm ơn cậu. Con nói, vui không? Nói lại coi. Vui không? Con vui không? Nói. Vui nói chuyện đàng hoàng liền. Mắc cỡ. Con vui lắm cậu. Con cảm ơn cậu nhiều. Có nhiều Mạnh Thường Quân là có nhiều bạn không có biết nắm được nên là nữ là hỏi Bùi Hồ tại sao mà không mua cái nền cắt ở trên nhà. Nói chung là đất ở thành phố Hồ Ngự lắm, vô cùng đắt. Vô mắc cùng đắt đỏ mắc lắm, khoảng 6-7 trăm triệu cái nền nó xíu thôi dạ.
cũng có nghe rồi, bữa hổm cũng hơi lâu rồi, cô Huệ á, cô Huệ điện cho em, cũng hỏi em tại sao không chịu ở lên bờ. Và cũng như có nhờ anh lo được cái miếng đất cho em, mà anh nói là miếng đất mắc mà thiệt, mắc dữ lắm anh ơi. Mắc lắm, mua không nổi đâu. Ở đây em thấy cũng em, sướng ghê luôn như đây, là, như đây là được, em con em khỏi sợ cái con em lột xong rồi. Rồi, sướng rồi. Có gì nếu mà em sợ á, nếu mà em sợ phải không, em đóng cái cửa này lại là con em ra ngoài không được nữa. Bởi ngày ngày khi em đóng cái cửa này. Dạ. Đó. Chị, mai mốt nếu như mà còn dư tích lũy á, mình mua một cái lưới bơm mương loại mỏng á. Dạ. Mình cặp vô đây nè, cho bé nó an toàn, cặp lên phải chừng tới đây thôi. Này, anh coi nó leo nè, nó tự nó leo leo xuống mà bình ăn thường cơm luôn. Chưa chị? Dạ. Ăn cơm chưa? Sáng em ăn sáng rồi xong, mà tại vì tụi nó đi bán á, rồi tụi nó ăn cơm của chị trên đó đó. À sáng em ít nấu cơm lắm, có giấc chiều em nấu cơm, Thanh đầu về nó ăn. Rồi, thôi em chào nhà mình nha. Rồi.